kênh thủy lợi D3. Em xin chào tất cả anh em đam mê radio các xét sinh toàn quốc. Xin giới thiệu anh em một con đài radio cổ Nationa Panasonic, một con máy được ship từ Nhật Bản về các bác nhá. Con này có màu đen là R-205. Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 thuộc bộ. Con máy rất chất lượng này, nó chạy 4 pin tiểu các bác này. Con này chạy 4 pin tiểu nhá. Lát này sẽ bóc cho các bác xem. Lại không hiệu quả. Ông Trần Hồng Tiến. Đây nó chạy 4 pin tiểu này. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cờ Rông Bắc. Bên trong mạch nó như mới tinh nhá. Các bác mua về các bác chỉ cần tháo con ốc này ra nhá. Các bác nâng được cái nắp này ra. Đây là các bác có thể thấy được ở bên trong nó như thế nào. Ở đây thì nó chạy 4 pin tiểu này. Em đang bỏ 4 pin này. 4 pin này thì các bác dùng cả tháng không hết nhá. Các bác nhìn cái độ mới của máy này. Đang rất mới nhá. Ngoài ra thì con này có thể cắm được nguồn điện từ 90 cho đến 110V. Nhưng mà dây nguồn của này không có các bác nhá. Các bác dùng pin thôi. Dùng pin thôi. Đây là cái núm volume. Cuộc sống luôn chuyển động. Ở đây thì em đang test băng tần MW kép cho các bác. Alo VP1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả. Đấy, bắt rất to và rõ ạ. Đây là có đèn rùa sóng các bác này. Đấy, đèn rùa sóng này. 0816-675-675. Anten này. Đây là anten. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cụm từ khu công nghiệp sinh thái hay khu công nghiệp xanh đang được nhắc đến nhiều lần và trở thành chủ đề của nhiều hội nghị, hội thảo. Tuy nhiên, thực tế là cả nước chưa hề có một khu công nghiệp nào đạt chuẩn xanh, sinh thái. Bắt rất rõ và nét. Không hề dễ dàng và gặp một số rào cản. Tính đến tháng 10 năm 2023, cả nước có 413 khu công nghiệp được thành lập. Đây à, vừa bằng cần dưới đây. Đấy, bắt rất rõ và nét các bác nhá. Em đang chạy bằng tần MW kép này. Đấy, ở đây thì có nút chuyển mạch này. Đấy, và đây có chỉ tông này. Trong đó có khâu hàng đầu là thủ tục hành chính và pháp lý. Theo ông Lịch, thủ tục hành chính vẫn còn chồng chéo và chưa rõ ràng. Nghị định 35 năm 2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế đã là một sự cấp tiến, nhưng vẫn còn một số tiêu chí chưa rõ ràng. Do đó, rất cần hướng dẫn một cách chi tiết, đặc biệt là việc chuyển đổi sang khu công nghiệp dịch vụ. Đây thì nó bắt được các cái kênh ở nước ngoài này. Em chuyển sang băng tần SW kép này. Đây, đằng sau đây thì em là chuyển sang băng tần SW kép rồi. Máy hoạt động hoàn hảo, tất cả mọi chức năng các bác nhé. Bắt sóng thì rất rõ. Máy cổ, các bác mua về cứ tháo ra kiểm tra, mang thợ kiểm tra thoải mái nhé. Đấy, anten này là zin theo máy này. Có thể lút cao lên này, tùy ý này.
Phú Tân, tỉnh Cà Mau gọi điện về chương trình phản ánh gia đình hàng xóm xây nhà mới ngay cạnh nhà ông dân. Móng xây nhà đã làm sụt lún nứt nhà ông dân. Mặc dù ông dân đã nhiều lần gửi đơn lên các cấp chính quyền. Bắt rất rõ rồi nè các bác. Cái sóng SVK này. Bên người ta các cái nhà bể nhà tôi chính quyền có nhận là ư tất vậy ư chứ không giải quyết. Tôi từ dưới đưa lên tới trên không ai giải quyết. Tới tòa án huyện của tôi giải quyết. Không giải quyết. Tôi là tuyên cáo giải quyết thành tôi muốn giết nhưng thành bị cáo. Ý kiến của thính giả đã kết thúc chương trình hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình. Bạn nào mà thiện chí thì có thể gọi cho em hoặc các bạn Zalo theo số điện thoại đang hiển thị dưới phần tiêu đề nhé. Giá thì em có để dưới phần tiêu đề luôn để các bác tham khảo. Và các bạn Zalo thì em để gửi hình ảnh chi tiết cho các bác xem từ ruột gan cho đến bên ngoài. Đây là các cái kênh nước ngoài. Là động ngữ từ các địa phương vùng nông thôn tới thành phố trung tâm công nghiệp lớn gặp nhiều khó khăn về nơi ở, chỗ học cho con cái, công việc bấp bênh, cần chính sách đồng hành tiếp sức cho lao động nữ di cư. Đây là nội dung được bàn trong câu chuyện. Bộ đèn do sóng sáng các bác nhá. Em vừa test đầy đủ mọi chức năng của máy rồi. Bác nào mà thiện chí thì các bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho em theo số điện thoại đang hiển thị dưới phần tiêu đề đấy. Em ship hàng cho các bác toàn quốc nhá. Các bác các bạn Zalo hoặc Facebook hoàn toàn các xét em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác xem. Từ rụt gan cho đến vỏ máy nhá. Vỏ máy chất lượng bao cho các bác zin 100%. Bảo hành cho các bác 1 năm nhá. Bảo hành cho các bác 1 năm là các bác cứ yên tâm mà chơi này. Vỏ này là màu xanh. Rất đẹp. Các bác nhìn là màu xanh. Video em test là ra rồi, em xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các anh chị toàn quốc đã quan tâm vào kênh của em. Em xin chào và hẹn gặp lại.